Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 17 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đài Loan vạch trần sự thật đòi lại công bằng từ Tổ chức Y tế Thế giới. Trước cáo buộc của Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros, về việc chính quyền Đài Loan khuyến khích cá nhân công kích chống lại ông trên mạng, chính phủ Đài Loan đã lên tiếng phản đối kịch liệt, bác bỏ những chỉ trích vô căn cứ của Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, đồng thời yêu cầu ông này phải xin lỗi. Tại trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới ở Geneva, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho biết ông bị tấn công phân biệt chủng tộc trên mạng. Đây là hình ảnh Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến từ trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ. Trong buổi họp báo trực tuyến vào ngày 8 tháng 4, Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới Tedros kêu gọi thế giới đoàn kết và chống lại đại dịch viêm phổi Vũ Hán sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích cơ quan này quá chậm và quá thân thiết với Trung Quốc và đe dọa cắt giảm tài trợ. Ông Tedros cho biết, kể từ khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát từ Trung Quốc, đại lục, từ cuối năm ngoái, ông đã chịu đựng những cuộc tấn công và công kích cá nhân, bao gồm cả lời chỉ trích mang tính phân biệt chủng tộc. Ông Tedros tránh nêu đích danh Tổng thống Donald Trump nhưng lại nhắc đến chính quyền của Đài Loan. Ông Tedros đã nói như sau, 3 tháng trước, một cuộc công kích cá nhân bắt đầu ở Đài Loan. Các cơ quan ngoại giao của Đài Loan biết chiến dịch này, nhưng họ đã không công khai lên án. Họ thậm chí còn chỉ trích tôi giữa những nhục mạ và bôi nhọ đó nữa, nhưng tôi không quan tâm. Và vụ việc tranh cãi liên quan đến cáo buộc bị tấn công mạng của Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới có liên quan và liên đới tới Trung Quốc. Vào tuần trước, chính phủ Trung Quốc đã lên tiếng bảo vệ ông Tedros và cho rằng đội quân mạng mang màu xanh của Dân Tiến Đảng đang cầm quyền ở Đài Loan đứng đằng sau các bình luận phân biệt chủng tộc, độc như rắn nhắm vào ông. Theo trang The Internet ở Anh, ông Tedros nói trong mấy tháng liền ông đã bị công kích phân biệt chủng tộc trên mạng từ Đài Loan, thậm chí bị đe dọa giết. Và Trung Quốc cũng cáo buộc Đài Loan dùng câu chuyện về dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán để thúc đẩy nghị trình đòi độc lập. Phát biểu của ông Tedros châm ngòi cho phản ứng gay gắt từ chính quyền của Đài Loan. Đây là hình ảnh bà Âu Giang An, người phát ngôn cơ quan ngoại giao của Đài Loan. Hãng tin AFP đã đưa tin trong buổi họp báo vào ngày 9 tháng 4, bà Âu Giang An, người phát ngôn cơ quan ngoại giao Đài Loan, khẳng định chúng tôi chưa bao giờ khuyến khích công dân chúng tôi công kích cá nhân chống lại ông Tedros hoặc đưa ra bất kỳ bình luận phân biệt chủng tộc nào. Đồng thời, bà Âu cũng nói chính quyền Đài Loan yêu cầu ông Tedros ngay lập tức giải thích và xin lỗi về hành động vu khống, vô trách nhiệm như thế. Bộ Ngoại giao Đài Loan trả lời câu hỏi của đài BBC News đã cho rằng họ không hề tìm thấy các bình luận mang tính phân biệt chủng tộc nhắm vào ông Tedros, người Ethiopia, trong các chat room ở Đài Loan. Và họ cũng nói rằng các công dân mạng Trung Quốc đã giả làm người Đài Loan vào các trang đó để xin lỗi ông Tedros. Trước đó, chính quyền Đài Loan nói rằng họ tin rằng cách viết trung văn giản thể mà những người tấn công ông Tedros sử dụng là ngôn ngữ phổ biến ở Trung Quốc, Cộng sản. Các câu chữ cũng lặp đi lặp lại giống nhau, cho thấy đây là một dạng dư luận viên do Bắc Kinh chỉ đạo, chứ không phải người dân Đài Loan, theo các báo cáo quốc tế. Nay, theo Bộ Ngoại giao Đài Loan, thì các cáo buộc ông Tedros là thiếu trách nhiệm vì ông ta không nêu ra được bằng chứng gì về việc ông ta bị tấn công trên mạng từ những cá nhân liên quan đến chính phủ Đài Loan. Và Tổng thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn ngay lập tức bày tỏ sự không đồng tình trước cáo buộc của Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới trên mạng xã hội. Đây là hình ảnh chụp bài viết đăng trên trang Facebook cá nhân của bà Thái Anh Văn. Trên trang Facebook của mình, bà Thái Anh Văn viết như sau: tôi phản đối mạnh mẽ những cáo buộc ngày hôm nay rằng Đài Loan đang xúi giục các cuộc tấn công phân biệt chủng tộc trong cộng đồng quốc tế. Đài Loan luôn phản đối mạnh mẽ mọi hình thức phân biệt đối xử. Trong nhiều năm, chúng tôi đã bị loại khỏi các tổ chức quốc tế và chúng tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai cảm giác bị phân biệt đối xử và bị cô lập. Tôi muốn nhân cơ hội này để mời Tổng giám đốc Tedros đến thăm Đài Loan và tự mình trải nghiệm những việc người dân Đài Loan cam kết và sẽ đóng góp cho thế giới như thế nào, ngay cả khi đang đối mặt với sự phân biệt, đối xử và cô lập. Và nhân viên y tế và tình nguyện viên của Đài Loan có mặt trên khắp thế giới. Người Đài Loan không phân biệt màu da hay ngôn ngữ. Tất cả chúng ta là anh chị em, bằng hữu. Chúng tôi chưa bao giờ để việc không thể tham gia các tổ chức quốc tế làm giảm bớt sự hỗ trợ của chúng tôi cho cộng đồng quốc tế. Và Đài Loan đã đổ tất cả những nỗ lực của mình vào việc ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm phổi Vũ Hán
và những thành tựu của chúng tôi đã được ghi nhận từ khắp nơi trên thế giới. Mặc dù bị loại khỏi Tổ chức Y tế Thế giới do thao túng chính trị, chúng tôi đã gánh vác trách nhiệm của mình với tư cách là thành viên của cộng đồng quốc tế và chủ động quyên góp mặt nạ và các vật dụng khác cho nhân viên y tế ở các quốc gia đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Và Đài Loan có thể giúp đỡ trên tinh thần Đài Loan là giúp đỡ không phân biệt quốc tịch hay chủng tộc. Đài Loan tôn trọng các giá trị của tự do, dân chủ, tính đa dạng và lòng khoan dung. Chúng tôi không tha thứ về việc sử dụng các nhận xét phân biệt chủng tộc để tấn công những người có ý kiến khác nhau. Nếu Tổng giám đốc Theros có thể chịu được áp lực từ Trung Quốc và đến Đài Loan để chứng kiến những nỗ lực tự thân của Đài Loan chiến đấu với dịch viêm phổi Vũ Hán, ông sẽ có thể thấy rằng người dân Đài Loan là nạn nhân thực sự của sự đối xử bất công. Tôi tin rằng Tổ chức Y tế Thế giới sẽ chỉ thực sự hoàn thiện khi Đài Loan là một thành viên ở đó. Và Đài Loan vẫn tham gia các đại hội đồng của Tổ chức Y tế Thế giới từ năm 1947, khi tổ chức này ra đời, cho đến năm 1970, khi chiếc ghế tại Liên Hợp Quốc của Trung Hoa Dân Quốc, tên chính thức của Đài Loan, rơi vào tay Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là hình ảnh biểu tình của các tổ chức phi chính phủ Đài Loan tại Geneva, nơi đóng trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới, khi Đài Loan bị tước quyền tham gia Đại hội đồng của Tổ chức Y tế Thế giới vào năm 2017. Từ đó đến nay, Bắc Kinh trở thành một đại diện duy nhất của Trung Quốc trong các tổ chức của Liên Hợp Quốc. Trong nhiều năm, chính phủ Đài Bắc đã đòi được dự Đại hội đồng Tổ chức Y tế Thế giới với tư cách quan sát viên, nhưng kêu yêu cầu này vẫn bị bác bỏ do áp lực của Bắc Kinh. Đến năm 2008, khi ở Đài Bắc có một chính phủ thân Bắc Kinh, Đài Loan mới được dự họp với danh xưng là Đài Bắc Trung Quốc. Nhưng khi bà Thái Anh Văn, một chính khách theo xu hướng độc lập, đắc cử Tổng thống vào năm 2016, Bắc Kinh đã quay trở lại chính sách ban đầu, loại trừ hẳn hoàn toàn Đài Loan ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Và Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và khẳng định hòn đảo này không có quyền tham gia các cơ quan quốc tế. Đài Loan cho rằng chính việc này đã tước đi cơ hội truyền đạt thông tin kịp thời để chống virus và cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới đã phớt lờ cảnh báo sớm của hòn đảo này trong đại dịch. Và Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 21 tháng 1 cho biết không có bằng chứng rõ ràng về sự lây nhiễm từ người sang người. Ngày 20 tháng 1, Trung Quốc lại xác nhận COVID có thể đã lây từ người sang người. Tuy nhiên, Đài Loan nghi ngờ thông tin từ Trung Quốc đại lục là không chính xác nên đã sàng lọc những người đến từ Vũ Hán từ ngày 31 tháng 12. Đài Loan cũng tập trung thành công khẩn cấp vào ngày 2 tháng 1, động thái được giới chuyên gia đánh giá là giúp hòn đảo kiểm soát hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh. Và Bộ Ngoại giao Đài Loan vào hôm 24 tháng 3 năm 2020 vừa qua đã khẳng định rằng họ đã cảnh báo Tổ chức Y tế Thế giới về tính chất lây lan từ người sang người của dịch viêm phổi Vũ Hán từ tháng 12 năm ngoái. Nhưng nhờ chờ mãi đến ngày 20 tháng 1 năm 2020 thì Tổ chức Y tế này mới công nhận nguy cơ lây nhiễm này, tức là muộn hơn mất 21 ngày. Đây là hình ảnh ông Chen Xingchuk, người đứng đầu cơ quan y tế của Đài Loan. Cuộc đấu khẩu diễn ra một cách quyết liệt giữa Tổ chức Y tế Thế giới và Đài Loan thời gian gần đây. Vào tháng trước, Đài Loan nói rằng họ không nhận được phản hồi từ Tổ chức Y tế Thế giới về email gửi ngày 31 tháng 12 năm 2019 về dịch bệnh ở Vũ Hán, trong đó gồm câu hỏi liệu virus có thể lây từ người sang người hay không. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết email họ nhận được không đề cập đến việc virus lây từ người sang người. Đài Loan ngay lập tức công bố nội dung email mà vùng lãnh thổ này gửi cho Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày cuối cùng của năm 2019. Người đứng đầu của cơ quan y tế Đài Loan Chen Xingchuk trong một họp báo vào ngày 11 tháng 4 ở Đài Bắc đã đọc to email mà Đài Loan gửi Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 như sau. Các nguồn tin hôm nay chỉ ra rằng ít nhất 9 ca viêm phổi lạ được báo cáo ở Vũ Hán. Các cơ quan y tế ở Vũ Hán trả lời truyền thông rằng 9 trường hợp này được tin là không phải SARS, tức là hội chứng hô hấp cấp tính nặng. Tuy nhiên, đang kiểm tra các mẫu và các ca nhiễm đã được cách ly để điều trị. Tôi rất cảm kích nếu các ngài có thông tin liên quan và chia sẻ với chúng tôi. Và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tại Đài Loan khẳng định cụm từ viêm phổi lạ rõ ràng cho thấy nó có khả năng lây từ người sang người. Tuy nhiên, vì vào thời điểm đó Đài Loan chưa ghi nhận bất kỳ ca nhiễm nào trên nên giới chức không thể đưa ra kết luận về sự lây nhiễm này. Ông Chen phản bác tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới. Ông nói rằng
bất kỳ chuyên gia y tế nào cũng biết tính chất lây lan của các trường hợp cần cách ly và cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới đang chơi chữ. Ông đặt câu hỏi, nếu được điều trị cách ly không phải là cảnh báo thì là gì? Và viêm phổi Vũ Hán thực sự đã đẩy hòn đảo này vào những khó khăn nhất định khi nó vừa không thể nhận được thông tin kịp thời từ Tổ chức Y tế Thế giới phục vụ công tác phòng chống dịch do không phải là thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới, đồng thời lại bị nhiều quốc gia cấm cửa do bị xem là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Đây là hình ảnh nữ Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn thông báo tình hình dịch virus corona tại Đài Loan sau cuộc họp với Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Đài Bắc vào ngày 7 tháng 2 năm 2020. Đài Loan đã phản ứng rất nhanh chóng và hiệu quả trước dịch viêm phổi Vũ Hán, song chính phủ Đài Bắc đã lên tiếng là họ không thể nhận được thông tin kịp thời từ Tổ chức Y tế Thế giới, đồng thời cáo buộc Trung Quốc đã cung cấp cho Tổ chức Y tế Thế giới những thông tin sai lạc về tình hình dịch bệnh ở Đài Loan. Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới thì khẳng định là họ vẫn cung cấp cho Đài Loan những thông tin cập nhật về diễn biến của dịch bệnh và cho biết là liên lạc với hòn đảo này vẫn diễn ra êm xuôi. Và trên thực tế, ngay khi lúc dịch bệnh đang đe dọa cả thế giới, mối hiểm khích giữa Bắc Kinh và Đài Bắc vẫn không suy giảm, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng cô lập Đài Loan về ngoại giao. Vào đầu tháng 2 vừa qua, các chuyên gia y tế Đài Loan đã được dự một cuộc họp của Tổ chức Y tế Thế giới trên mạng, cho dù hòn đảo này không phải là thành viên. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, thì chuyên gia Đài Loan được dự cuộc họp này chính là do Bắc Kinh cho phép. Nhưng hôm nay, ngày 12 tháng 2 năm 2020, Bộ Ngoại giao Đài Loan khẳng định sự tham gia của chuyên gia Đài Loan là kết quả dàn xếp trực tiếp giữa Đài Bắc với Tổ chức Y tế Thế giới, chứ không cần sự cho phép của Trung Quốc. Chỉ có điều, để tránh những tranh cãi chính trị, các chuyên gia Đài Loan đang tham dự cuộc họp nói trên với tư cách là cá nhân và khi tham dự các diễn đàn trên mạng, họ không nêu quốc tịch của mình. Một khó khăn khác mà Đài Loan đang gặp phải trong đại dịch đó là hòn đảo này bị vạ lây do bị xem là phần lãnh thổ của Trung Quốc. Nhiều quốc gia như Philippines, Bangladesh, Mông Cổ, Ý đã cấm cửa du khách Đài Loan hay cấm các chuyến bay của các hãng hàng không Đài Loan khi đồng nhất Đài Loan với Trung Quốc. Và đứng trước muôn vàn khó khăn từ thế cô lập trên trường quốc tế như vậy, nhưng lãnh thổ duy nhất có dịch mà lại không phải là thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới đã trở thành một trong những nơi chống dịch viêm phổi Vũ Hán tốt hàng đầu trên thế giới. Có lẽ thông qua kết quả này, Đài Loan đã trở thành một mô hình thoát chung, thành công nhất mà nhiều nơi cần phải học hỏi. Và cuộc đấu tranh đòi công bằng với Tổ chức Y tế Thế giới, tổ chức quốc tế có lẽ đã bị Trung Quốc thao túng, sẽ còn rất nhiều gian nan phía trước và kết quả còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng những nỗ lực kiên cường từ hòn đảo này luôn được cộng đồng thế giới ghi nhận và nể phục. Cũng qua đây, nhà cầm quyền tại Hà Nội cũng nên học tập để tự hoàn thiện mình và bước ra khỏi cái bóng của Trung Quốc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2020, với bản tin Đài Loan vạch trần sự thật đòi lại công bằng từ Tổ chức Y tế Thế giới. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de và chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.